Chương 612 Cướp đoạt phần 1. Diệp Thần ca ca, chính ngươi coi chừng. Thanh âm của Tiểu Dực như trẻ mới sinh nói. Diệp Thần trì lướt mà đi. Tiểu Dực, Kim Dương Điêu còn có Nhất Khối thì trì về một bên khác. Bồn lôi thiểm, lôi quang thiểm trên thân Diệp Thần hiện ra, nhanh chóng hướng một cái đạo lưu quang trong đó đuổi theo. Hắn phát hiện có một cái thần tôn, còn có một yêu vương đang đuổi đằng sau đạo lưu quang kia. Yêu vương kia từng có gặp một lần là Ngân Lang yêu vương. Ngân Lang yêu vương chớp mắt tới chụp vào đạo lưu quang kia. Vật ấy quy Lang Vương Điện ta, bất luận kẻ nào dám đoạt giết. Lang Vương Điện thì thế nào, còn không quản được đạo linh thế gia ta. Cách đó không xa, thần tôn kia hừ một tiếng xông tới. Thần tôn này một người một cỗ thế gia, lại để cho hai người các người tranh giành đi thôi. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về một cái phía đạo quang mất đi kia. Chứng kiến Diệp Thần muốn chài cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nội tâm Ngân Lang yêu vương quĩnh lên, bức lùi thần tôn cường giả, hồn niệm hóa thành ngân lang cực lớn đánh về phía Diệp Thần, móng vuốt sắc bén một trượng sùng tới. Lùi cho ta! Diệp Thần lộ một tiếng, thế đi không giảm, phóng tới đạo lưu quang. Thần hồn ngưng hóa kìm ra binh sĩ, kìm ra binh sĩ một cái tát, khiến con cự lang trên bầu trời kia oanh một tiếng lổ mạnh. Ngân lang cực lớn sửng sốt, bị Diệp Thần kim giáp binh sĩ phiến lùi mấy chục mét. Rõ ràng là bị quạt bay. Ngân Lang yêu vương phát ra tiếng gào thét tức giận, sau lưng hóa thành một cái đôi cánh, vỗ cánh hướng kim giáp binh sĩ của Diệp Thần. Thử xem hồn binh khóa sắt của ta. Trong tay kim giáp binh sĩ đột nhiên xuất hiện một cái sợi dây xích, dây khóa sắt hiện như ẩn như hiện, khi có khi không, thời điểm công kích xuất quỷ nhập thần. Bà, cái hồn binh khóa sắt này lần lượt quật trên hồn niệm Ngân Lang yêu vương. Ngân Lang yêu vương phát ra trận thanh âm thì thảm khóc thét. Ngân Lang yêu vương nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng có loại hồn binh này. Hồn binh công kích rất khó trốn tránh, mỗi lần đánh cho hắn kêu thảm trận. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng Ngân Lang yêu vương chiến đấu, thần tôn cường giả ngăn chặn Diệp Thần. Lồng mì Diệp Thần nhảy lên, tay phải khẽ động, Chấn Thiên Đỉnh xoay tròn bắn ra vọt tới thần tôn cường giả. Chứng kiến Chấn Thiên Đỉnh tới, thần tôn cường giả quá sợ hãi, hắn mơ hồ có chút biết rõ Chấn Thiên Đỉnh lợi hại, xa xa đánh ra một đạo trường kinh. Oanh, thanh âm tựa như cái chuông quách lớn. Chấn Thiên Đỉnh y nguyên thế đi không giảm, vọt tới thần tôn cường giả. Mắt thấy Chấn Thiên Đỉnh va chạm mà tới, thần tôn cường giả kia tranh thủ thời gian lùi về phía sau một khoảng cách, chỉ thấy đạo lùi quang kia đã nhanh đi xa. Ngân Lang yêu vương cùng thần tôn cường giả đều bị Diệp Thần cản, mắt thấy lưu quang bay đi, nội tâm sốt ruột vạn phân. Thời điểm cùng Diệp Thần giao đấu, Ngân Lang yêu vương đối với hồn binh trong tay Diệp Thần có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, hắn là thấy tận mắt Diệp Thần đem tông nguyên vô thủy cảnh cường giả trấn áp, hắn hiểu được dùng thực lực quán không phải đối thủ của Diệp Thần, nhưng mà đối mặt với thượng cổ thần vật sắp tới tay, hắn lại không muốn buông tha cho. Lúc này hắn quay đầu muốn đuổi bắt thứ khác cũng đã muộn, trước ngăn Diệp Thần rồi nói sau. Cút ngay cho ta! Thần tốt cường giả kia đối với Diệp Thần không có tâm mang sợ hãi, từng đạo quyền kình oanh hướng Diệp Thần. Ta không chơi với các ngươi. Chứng kiến thần tôn cường giả kia quyền kình oanh kích, Diệp Thần nhanh chóng thu hồi Chấn Thiên Địch, mấy cái bồn lôi thiểm thoát khỏi thần tôn cường giả công kích. So với Ngân Lang vương cùng thần tôn cường giả kia nhanh một chút, nhanh chóng truy hướng đạo lưu quang. Ngân Lang yêu vương cùng thần tôn cường giả là nghĩ không tới Diệp Thần quay người bỏ chạy tốc độ nhanh như vậy. Ở thời điểm muốn đuổi theo, đó là so với Diệp Thần chậm một bước. Diệp Thần tỏ tay đem đạo lưu quang chụp trong tay, phát hiện ra một cái khối kiếm thể tàn phiến ước chừng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Kiếm thể tàn phiến này toàn thân huyết hồng, toát nhìn giống như một cái đoàn hỏa diễm, thượng diện có một cái độ ấm nóng rực. Nguyên lai là thượng cổ vật ấy chỉ là một cái thanh kiếm, bất quá thanh kiếm này tựa hồ bị chia làm 6 phần. Đừng chạy, đưa ta thân vật. Thần tôn cường giả kia có Ngân Lang yêu vương chứng kiến đồ vật rơi vào tay Diệp Thần, mắt hiện vẻ lo lắng truy hướng Diệp Thần. Thứ này thuộc về ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thi triển bồn lôi thiểm, sưu sưu nhanh chóng biến mất ở xa xa. Thần tôn cường giả cùng Ngân Lang yêu vương khởi hành muốn đuổi theo, phát hiện Diệp Thần trong giây lát đã chạy thật xa. Ngân Lang yêu vương hồn niệm ngừng hóa cự lang muốn đuổi, lại thấy kim giáp binh sĩ phía trước lăng không mà đứng, nhìn chăm chăm. Ngân Lang yêu vương chỉ có thể buông tha. Tiểu tử kia quả thực đáng hận. Nội tâm Ngân Lang yêu vương nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là đối với thực lực của Diệp Thần có chỗ kiêng kỵ, sợ hãi tồn tại đại năng sau lưng Diệp Thần, Lang Vương Điện sớm cùng Diệp Thần tinh điện làm lên. Thần tôn cường giả kia thấy Diệp Thần thoát được nhanh như vậy, chỉ có thể tự nhận không may, âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt Diệp Thần, ít nhất xác định Bên trong 6 kiện đồ vật kia có một kiện trong tay Diệp Thần. Diệp Thần hướng một chỗ đuổi kịp, chỉ thấy nhất khối tiểu dực kim dương điều cũng phi tốc tới. Các người thế nào? Diệp Thần mở miệng, lão đại, chúng ta cướp tới tay rồi. Thế nhưng mà thứ này giống như chỉ là một cái đoạn kiếm thể bị gãy. Nhất khối lấy ra một đoạn kiếm thể tàn phiến màu đỏ như máu nói, nhất khối này yêu vương đỉnh phong cộng tiểu dực cùng kim dương điêu đối phó 2-3 cái yêu vương không có vấn đề, cho nên cũng là nhẹ nhõm đoạt tới tay. Mặc kệ hữu dụng hay không, thứ này là không đơn giản. Diệp Thần từ trong tay nhất khối tiếp nhận kiếm thể tàn phiến, thần hồn hướng địa phương khác tìm, phát hiện ra ít người sau khi chiếm được kiếm thể tàn phiến nhanh chóng bỏ trốn, muốn đuổi đã là không kịp. Trong đó có một mảnh kiếm thể tàn phiến bị Lang Vương Điện lấy, những kiếm thể tàn phiến khác rốt cuộc đi nơi đâu Diệp Thần không biết. Diệp Thần xem hai đoạn kiếm thể tàn phiến trong tay, im lặng nói, đi, chúng ta về. 4 thân ảnh phía bầu trời vượt qua, biến mất phía chân trời. Sư gia, kiếm thể tàn phiến này tới cùng lai lịch ra sao? Diệp Thần hỏi. Thời điểm kiếm này kích động, động tĩnh cực lớn, có thể tưởng tượng được thứ này tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc chỉ lấy được 2 khối trong đó, nếu như lấy được toàn bộ 6 khối, có phải gom góp được một cái thanh lợi kiếm hay không? Chương 613, cướp đoạt phần 2. Vật này lai lịch ra sao ta không doanh, nhưng mà thứ này tuyệt đối không thể kém Chấn Thiên Đỉnh của ngươi. Sư già chắc chắn nói, thứ này không thể kém Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai cái kiện kiếm thể tàn phiến, ánh lửa nhợt như hiện, thượng diện bí văn lưu truyền. Cho dù sau ấy Chấn Thiên Đỉnh lợi hại cũng là vô dụng, chỉ lấy được 2 mảnh, muốn tới toàn bộ 6 phiến mới có thể biến thành kiếm thể nguyên vẹn. Diệp Thần nói ra, hắn nhắm mắt cảm thụ hỏa hệ huyền khí tinh thuần trên kiếm thể. Cái lực lượng hỏa hệ tinh thuần này đối với tu luyện của mình tựa hồ có chút chỗ tốt. Nếu ta đoán đúng, trên 2 mảnh kiếm thể tàn phiến này phân biệt có được khí linh không trọn vẹn. Người chớ xem thường cái khí linh không trọn vẹn này, ngươi cầm một cái thanh ngũ phẩm linh bảo kiếm ra. Sư gia nói. Nghe được sư gia nói, Diệp Thần kinh ngạc, hẳn là kiếm thể tàn phiến này có chỗ ảo diệu đặc biệt. Tốt, bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ. Sư gia nói. Dung hợp cùng một chỗ? Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhìn ngũ phẩm linh đạo linh bảo lợi kiếm tay trái, lại nhìn kiếm thể tàn phiến tay phải, đem cả hai chậm rãi phóng lại nhau. Nháy mắt, ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm kịch liệt vù vù, cơ hồ muốn rời tay. Cái khí linh không trọn vẹn này lợi hại như thế. Theo kiếm thể tàn phiến cùng ngũ phẩm linh bảo lợi hại chậm rãi tiếp cận, kiếm thể ngũ phẩm linh bảo kia chậm rãi trở lên thông đỏ, giống như bị phóng trong lò lung. Cái kiếm thể tàn phiến này thật là bá đạo vô cùng. Diệp Thần tiếp tục đem cả hai chậm rãi tới gần, chỉ thấy cả hai chậm rãi dung hợp với nhau. Ông một tiếng chiến minh, chỉ thấy kiếm thể tàn phiến hoàn toàn dung hợp tiến vào trong ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm. Ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm vốn là một cái kim hệ linh bảo, lúc này biến thành hỏa hệ. Kiếm ngân vang lên trận trận, réo rắt lọt vào tai. Uy lực kiếm này so với liệt dương kiếm, bằng huyền kiếm cùng thương lan kiếm trong tay người còn muốn cường hoành hơn, bất quá nó lại nghiêm khắc đi lên, có lẽ không tính linh bảo, chỉ có thể xem như kiếm ý hóa thân. Sư gia chứng kiến cả hai hoàn toàn dung hợp có chút thỏa mãn. Cần kể chỉ là kiếm ý hóa thân cường hoành như thế, nếu như là nguyện vẹn, cái kia quả thực là kinh người, không hổ là thượng cổ thần vật. Diệp Thần lăng không bay lên, vùng kiếm chỉ thấy một đạo liệt diễm rơi, oanh một tiếng xa xa trên sơn thể cách vài trăm mét, âm âm lộ tung, nhàm thạch cây cối hóa thành bột mịn, trên mặt đất để lại đạo đạo dấu vết liệt diễm bị bỏng. Thật là lợi hại. Trên cái kiếm thế này đạo đạo sóng nhiệt đập vào mắt, Diệp Thần cảm giác được thanh kiếm này ẩn ẩn cùng huyền khí trong thân thể sinh ra cộng minh, có một loại cảm giác dùng là một thể, toàn thân tràn đầy một loại ý niệm kỳ lạ. Kiếm ý kiếm này ảnh hưởng tới ngươi, cầm kiếm này trong tay người cũng có thể như vô thủy cảnh cao thủ cùng với võ đạo chân ý dung là một thể. Sư gia cũng sợ hãi thán phục nói. Diệp Thần cảm nhận được cỗ kiếm ý mãnh liệt này, đánh đầu thằng đó không gì cản, người ngăn giết người, Phật cản giết Phật. Đó một loại khí thế kiên quyết vô cùng, bao trùm phía trên chúng sinh, truy tìm võ đạo cực hạn. Không biết là cao thủ gì ở trên kiếm thể tàn phiến này có thể có ý niệm cường đại như thế, đã để cho lỗi lòng Diệp Thần sinh ra một cái tia ảnh hưởng. Diệp Thần cảm giác được mình đối với võ đạo chân ý lý giải tựa hồ có một ít cảm ngộ mới. Theo võ đạo chân ý đột phá, huyền khí trên người Diệp Thần tựa như bắt đầu chuyển động, có một loại dấu hiệu sắp đột phá huyền tôn đỉnh phong. Mặc dù không có trực tiếp đột phá nhưng huyền khí nhanh chóng phong phú. Phải biết rằng trước đây Diệp Thần mới là vừa vặn đột phá huyền tôn đỉnh phong, cái vị chưa củng cố, nghĩ không tới dưới kiếm ý ảnh hưởng lại có một cái tia dấu hiệu sắp sửa đột phá. Diệp Thần nhìn xem kiếm thế đỏ bừng, trong kiếm thế đạo hỏa quang xẹt qua, tựa hồ ẩn chứa văn thần bí. Cái bí mật kiếm này chỉ sợ không như vậy, chỉ là hắn kiến thức nông cạn nhìn không ra. Trong kiếm thể kia ẩn lộ ra hai chữ Thiên Nguyên. Thấy hai chữ này, lòng Diệp Thần chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin, lại là Thiên Nguyên. Hạm địa Quỳnh Lầu, Thiên Nguyên Tỉnh Bối, Thiên Nguyên Cổ Thành, Thiên Nguyên Cổ Tệ, Bí Pháp Ngọc Giản. Thanh kiếm này gọi tên là gì? Thiên Nguyên kiếm. Vì cái gì đều là Thiên Nguyên, ở trong đó đủ lại liên quan. Diệp Thần quả thực nghĩ mãi không ra. Ngay cả sư gia cũng nói đối với Thiên Nguyên Cổ Thành biết rất ít. Thiên Nguyên Cổ Thành này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại có cự lượng hồn thú qua lại thế gian như vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều bảo vật cùng Thiên Nguyên Cổ Thành có quan hệ như thế? Diệp Thần trăm mối không có cách lý giải, cuối cùng chỉ có thể thôi. Đã không nghĩ ra liền không nghĩ thêm, nhưng mà những cái thần vật này tốt nhất có thể đoạt tới, nếu không đến trong tay của địch nhân tuyệt đối là một cái hồi tai nạn. Hắn suy đoán thế gian các nơi xuất hiện bảo vật cùng Thiên Nguyên Cổ Thành tương quan số lượng tuyệt đối không ít. Hắn tiếp xúc tới bất quá là một cái góc của băng sơn mà thôi. Nội tâm Diệp Thần tổng có chút bất an, hắn đem kiếm thể tàn phiến khác cũng dung hợp thành một cái thanh lợi kiếm. Lợi kiếm này cho Nhất Khối dùng, có chút không tiện tay. Binh khí của Nhất Khối đã để cho địch hùng tiền bối gõ tạo, cho các tộc nhân sử dụng cũng không thích hợp. Thực lực không đủ, cầm chiếc bảo bực này chỉ mang đến họa sát thân cho bọn hắn. Hai thanh kiếm này Diệp Thần giữ lại cho mình, bỏ vào không gian bao tay. Nhìn lên tinh không đỉnh đầu, nội tâm Diệp Thần không khỏi có chút cảm khái. Phía dưới giết chóc không ngừng, ngay cả trong nhà ngủ cũng ngủ không an. Nào có hòa bình như thế giới kia. Nếu có thể lựa chọn, Diệp Thần tuyệt đối không tới cái thế giới này. Đã không có lựa chọn nào khác, cái kia cũng chỉ có thể đi xuống. Không sợ hãi, gặp mạnh càng mạnh hơn, vĩnh viễn không lùi bước, mới có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong. Diệp Thần khí thế nghiêm nghị, lăng không mà đứng. Một cái cỗ khí tức mênh mông cường đại hướng bốn phía không gian lan tràn. Khắp lời là tinh điện đệ tử tu luyện cảm nhận một cái cỗ khí tức cường đại, cỗ hơi thở này uy nghiêm, lại là lăng lệ ác liệt, tựa hồ cùng khí tức bọn hắn hòa làm một thể. Cái này là khí tức điện chủ, quá cường đại. Đúng vậy à, tư vị của điện chủ quá kinh người, lòng những đệ tử chấn động. Khí tức của tất cả tinh điện đệ tử cùng cái cỗ hơi thở này dung hợp lại với nhau. Chương 614 Yêu Vương Đỉnh Phong Phần 1. Diệp Thần đang ở không trung lăng không quan sát, thấy nguyên một đám linh hồn đầy khắp núi đồi, như là tinh quang trên bầu trời. Một màn này vô cùng thần kỳ. Linh hồn khí tức của những tinh điện đệ tử này cùng thần hồn quán phù hợp, dung hợp bên trong thần hồn quán, lại thoát lì đi ra ngoài, để cho thần hồn quán có một cái tia cảm giác tăng cường. Tựa như lúc trước hồn niệm Ali cùng với thần hồn mình dung hợp. Bất quá linh hồn khí tức của những tinh điện đệ tử này cùng hồn niệm Ali so sánh lại là nhỏ yếu rất nhiều. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, phóng xuất đại lượng khí tức thần hồn. Những khí tức thần hồn này bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Một đám tinh điện đệ tử xếp bằng trên đất tu luyện, đột nhiên có cảm giác kỳ diệu. Bọn hắn điên cuồng vận chuyển huyền khí, hấp thu lấy thần hồn khí tức trên bầu trời. Linh hồn bọn hắn thấm giữa thần hồn khí tức, sinh ra lột xác kỳ diệu. Linh hồn của bọn hắn chậm chạp tăng cường, tần suất linh hồn cũng là dần dần hướng thần hồn Diệp Thần tới gần. Đây là một loại phương thức tu luyện đặc thù, có thể cùng tất cả tình điện đệ tử cùng nhau tu luyện. Tuy Diệp Thần phóng xuất ra đại lượng thần hồn, nhưng bởi vì phi đao liên tục không ngừng bổ sung, hắn không cảm nhận một tia mệt mỏi. Thời điểm thần hồn của linh hồn tinh điện đệ tử dung hợp, lực lượng thần hồn cũng nhận được tăng cường phạm vi lớn. Hướng xa xa nhìn, đầy khắp núi đồi linh hồn quang điểm, như trong đêm tối đầy sao. Độ sáng quang điểm có mạnh có yếu, quang điểm mạnh yếu đại biểu cho thực lực từng đệ tử. Linh hồn quang điểm tiểu dực kim dương điêu nhất khối mạnh nhất, tựa như một đoàn lửa nóng bỏng trong đêm. Xa xôi, Nhất Thanh Vân tà đao tà kiếm giả thiên hỏa điểu thoáng thua kém một chút, tựa như trước đèn lồng mờ lay động. Tiếp theo là mọi người Diệp gia. Diệp gia sơn cốc là địa phương linh hồn quang điểm dày đặc nhất. Về phần chúng đệ tử khác, giống như hỏa tinh tán lạc ở các vùng đất. Phốc, trong Diệp gia sơn cốc đột nhiên tách ra đạo hào quang hoàn mỹ, tựa như bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, lập tức phai nhạt. Mặc dù ảm đạm, độ sáng của nó cùng bọn người tà đao tà kiếm tương đương. Không biết là ai lên cấp. Thần hồn Diệp Thần kéo dài đi, phát hiện ra là Mân Nhi. Mân Nhi bởi vì huyết thống quan hệ, sau khi tu luyện viêm hỏa bí quyết, tu bị tăng cực nhanh, đạt tới địa sư cảnh. Mặc dù chỉ là địa sư cảnh giới, nhưng cường độ linh hồn của làng so sánh với bọn Nhiếp Thanh Vân cường đại hơn nhiều. Linh hồn cường độ không đơn giản cùng thực lực quan hệ, cùng thiên phú quan hệ rất lớn. Phốc phốc phốc, ở dưới thần hồn Diệp Thần ôn nhuận, trong bóng tối, một đạo lại một đạo linh hồn hào quang hiện. Mỗi một đạo ánh sáng hiện liền đại biểu cho thực lực bọn hắn tăng thêm cảnh giới. Phản ứng kịch liệt nhất là Diệp gia sơn cốc. Trong Diệp gia sơn cốc thỉnh thoảng lóng lánh cho ra đạo đạo quầng sáng. Diệp gia đệ tử tu luyện pháp quyết là lôi đế quyết huyền ảo nhất, lấy được tài nguyên cùng cũng là tối đa, tiến độ tu luyện nhanh nhất, đó là khẳng định. Không biết khi nào mới có thể nuôi dưỡng ra đại lượng yêu vương thần tôn cấp cường giả. Diệp Thần âm thầm nghĩ, tận khả năng phóng xuất ra càng nhiều thần hồn khí tức để cho những tinh điện đệ tử hấp thu. Hơn một tháng sau, tinh điện cùng Diệp gia huyền cấp cao thủ không ngừng hiện. Kim Dương Điêu tăng tới cảnh giới đạt tới yêu vương trung kỳ. Tiêu Dực thiên phú so với Kim Dương Điêu cường hơn, lập tức bắt đầu trùng kích yêu vương đỉnh phong cảnh. Bọn Nhiếp Thanh Vân tà đao tà kiếm phần lớn đột phá tới huyền tôn đỉnh phong cảnh. Phía dưới huyền cấp cao thủ đã hơn 60 vị. Đây đều là tinh thần trí thạch, còn có Diệp Thần thần hồn thúc hóa. Xa xa trên đỉnh núi, một mảng đất bằng, Nhất Khối đang điên cuồng tu luyện vũ kỹ, một quyền quanh ra, xoáy lên trận trận phong lôi, thiên địa biến sắc, mỗi một quyền này đều đã đạt tới quyền ý đỉnh phong. Nhất Khối ở yêu vương đỉnh phong cảnh giới đã có bách niên. Hắn tùy tầm từ đơn thuần, nhưng võ đạo thiên phú lại không tệ. Gần đây thời gian ngắn tụi rốt cuộc đột phá. Bành bành, các lời huyệt đạo quanh thân Nhất Khối có một cổ khí tức nổ bùng, kinh mạch quanh thân lực lượng cường đại như là dòng sông trào tới. Quanh thân Nhất Khối ngô lên cơ bắp như là thép tinh tạo thành, một cước rơi xuống, đại địa chấn động. Nhất Khối lão đại tu vị giống như có tăng. Cảnh giới của Nhất Khối lão đại là lập tức đột phá a. Một đám tinh điện đệ tử ngưỡng nhìn đỉnh núi, nhìn bên kia kịch liệt chấn động, nguyên một đám tâm trí hướng về. Diệp Thần ngồi ở phía dưới linh mộc, phóng thích thần hồn hướng đỉnh núi xa xa nhìn, mỉm cười. Hắn cảm thấy trên người Nhất Khối lực lượng bành trướng, khí tức linh hồn lột sắc. Nhất Khối thân là yêu vương đỉnh phong, chỉ cần phóng một bước đã là vô thủy cảnh. Ngay khi Diệp Thần suy nghĩ, bỗng cảm giác xa xa trên đỉnh núi, khí tức Nhất Khối đột nhiên kéo lên, oanh một tiếng nổ mạnh, một cỗ khí thế vô cùng cường đại xông thẳng lên trời. Một ngọn núi thiếu chút nữa bị Nhất Khối đánh rách tả tơi. Haha, ta lên cấp, ta rốt cuộc lên cấp, vô thủy cảnh. Nhất Khối kích động không thôi, hóa thân cự hùng trong núi rừng chạy điên, dùng thổ lộ lỏng cuồng hỉ. Rầm rầm, Nhất Khối tới đầu cây cối nham thạch vụn thành bột mịn. Một tháng trước, Nhất Khối khiêu chiến vô thủy cảnh, cường giả tông nguyên bị tông nguyên một trượng đập vào trong núi, mà hiện tại hắn rút cuộc không cần giải vô thủy cảnh cường giả. Lão đại, ta lên cấp. Nhất Khối truyền âm cho Diệp Thần. Ta đã biết. Diệp Thần mỉm cười. Nhất Khối tấn giai vô thủy cảnh, tăng thêm hắn học được bí pháp do sư gia truyền thụ, đụng phải vô thủy cảnh nhị trọng, nhất trọng cao thủ bình thường có lẽ là đánh được một trận rồi. Diệp Thần nhắm mắt cảm giác Nhất Khối tấn giai vô thủy cảnh, thần hồn quán lập tức cảm nhận một tia áp lực. Yêu vương trung kỳ cùng vô thủy cảnh kém nhiều, bất quá dù vậy thần hồn Diệp Thần y nguyên có thể chấn nhiếp. Huyền thú yêu vương chỉ có thể khống chế yêu vương cùng giai, nếu như tu vị thua kém quá nhiều, yêu thú yêu ương thoát ly khống chế. Bất quá thần hồn Diệp Thần không như người thường. Lúc bị Diệp Thần vốn chỉ dừng ở yêu vương trung kỳ cảnh, khoảng cách yêu vương đỉnh phong kém một đường, nhưng theo tu bị nhất khối tăng, thần hồn Diệp Thần sinh ra lột xác, tơ hồn lướt qua đạo cách cản trở, lập tức trong đầu oanh một tiếng, thần hồn nhanh chóng mở rộng hướng tứ phương lan tràn ra. Chương 615 Yêu Vương Đỉnh Phong phần 2. Tu vị lại tăng, Yêu Vương Đỉnh Phong. Diệp Thần có chút sững sờ, phải biết rằng trước đây hắn mới là tăng cấp không bao lâu, nhưng mà tu vị thần hồn quả thật là tăng cường. Cảm thụ thoáng qua, xác thực rằng bước vào hạng ngũ Yêu Vương Đỉnh Phong. Lúc này đây là nhất khối kéo hình tấn dài. Diệp Thần có chút minh bạch, huyện tú yêu vương cùng yêu thú yêu vương tầm đó lẫn nhau ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Theo tu vị Diệp Thần tăng, tu vị Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu tựa hồ tăng lên. Còn có 8 yêu thú trước đây phục tùng thực lực yếu nhất đều là đột phá tới huyền sư cấp. Không biết huyền thú yêu vương cùng với yêu thú yêu vương lẫn nhau ảnh hưởng mấu chốt là gì, Diệp Thần khó lý giải huyền ảo trong đó. Tu vị thần hồn đạt tới yêu vương đỉnh phong, sức chiến đấu của kim giáp binh sĩ tăng mấy thành. Tu vị huyền khí vẫn ở huyền tôn đỉnh phong, khoảng cách thần tôn kém một chút. Đoán chừng dùng không bao lâu có thể đột phá cảnh giới thần tôn. Ở lúc tu luyện, tu vị huyền khí so với thần hồn càng khó tăng một ít. Tu vị huyền khí cần từng điểm tích lũy, mà tu vị thần hồn mỗi lần tăng là biên độ tương đối khá. Trên minh hoàng đai lưng, từng sợi thất thải quang hòa hiện, yêu thú quang ảnh hiện lên chiêm chiếp, một con bất tử hắc hoàng bay trên trời, ở bầu trời xoay nhanh. Còn bất tử hắc hoàng này toàn thân bị hỏa diễm màu đen bao vây, cánh dương chừng 10 mét, hướng xung quanh phóng thích tổ ấm nóng sực, muốn đem xung quanh hết thảy toàn bộ hóa cho. Yêu vương đỉnh phong bất tử hắc hoàng. Theo tu vị thần hồn Diệp Thần tăng lên, tu vị bất tử hắc hoàng cũng tăng tới trình độ cùng thần hồn Diệp Thần tương đương. Bất tử hắc hoàng kia trên bầu trời bay múa, xinh đẹp như một cái đóa hỏa liên màu đen tách ra, khí thức phượng hoàng thần tú, trang nghiêm nghị. Lúc này trong Diệp gia sơn cốc, trên mặt non nớt của Bân Nhi hiện lên một cái tia đau thương. Nàng cùng bất tử hắc hoàng cũng là phượng hoàng, khí thức gần nhất. Bất tử hắc hoàng tuy cường đại, nhưng nàng cảm thụ không tới một cái tia tức tính mạng. Bất tử hắc hoàng này bất quá là một cái mảnh lồng vũ biến thành. Bất tử hắc hoàng chính thức sợ sớm đã nhạt nhòa trong trường hà lịch sử. Bân Nhi không biết mình có cái gì là thương cảm, nàng còn quá nhỏ, có chút hiểu không rõ, nhưng mà huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho lòng nàng không hiểu nhiều hơn một cái tia thương cảm xúc. Các đệ tử Tinh Điện ngửa đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc nhìn hắc hoàng cực lớn bay múa trên không trung, thần sắc động dung. Bọn hắn cảm nhận được tia khí tức thần thú cường đại vô cùng. Cái phượng hoàng màu đen này cũng là điện chủ triệu hoán ra sao? Phượng hoàng, đây là thần thú trong truyền thuyết. Bọn hắn không cách nào bình phục nội tâm kích động. Thời điểm hắn kiếp sợ vạn phần, chỉ nghe một tiếng bò trầm thấp, một đạo quang ảnh xông thẳng bầu trời. Ở giữa bạch quang kia, một con bạch tê cực lớn hóa thân mà ra, uy thế của nó không kém hơn bất tử hắc hoàng. Trên bầu trời vung 4 vó, không ngực lao nhanh. Phía trước cái sừng nhọn cực lớn lợi hại, đường hoành ký phách, tràn đầy lực phá hoại khủng bố. Đây cũng là yêu vương đỉnh phong. Thiên lân bạch tê lại là thiên lân bạch tê. Đầu thiên lân bạch tê này mặc dù chỉ là một khối tản rác biến thành, nhưng cũng là khó lường. Quả không hổ là tồn tại đỉnh phong thời đại kia. Đồ vật của Minh Hoàng quả nhiên không giống bình thường. Lúc này sư gia không khỏi thán phục. Thiên lân bạch tê cùng bất tử hắc hoàng, hai cái thần thú lẫn nhau tầm đó tựa hồ không hòa thuận, một đen một trắng, lưỡng đạo quang mang trên bầu trời giao thoa tung hoành, lẫn nhau lộ ra địch ý. Ở dưới thần hồn Diệp Thần cản, hai con thần thú tuy lẫn nhau có chút địch ý, cũng không kịch liệt đối kháng. Lưỡng đại yêu vương đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu, cái kia chính là 5 yêu vương, mặt khác còn có một cái vô thủy cảnh nhất khối. 6 cao thủ tọa trấn Tinh Điện. Tinh Điện một chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê trên không trung, đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bọn Nhiếp Thanh Vân, Tà Thao, Tà Kiếm người một đám nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Thời điểm bọn hắn đi theo Diệp Thần bắt đầu sáng tạo Tinh Điện, như thế nào cũng nghĩ không ra Tinh Điện có một ngày thực lực hùng hậu bậc này. Đi theo thời gian qua, Đi theo Diệp Thần cùng túc hiện một chỗ, một đám tinh điện đệ tử thực lực tăng nhanh chóng. Nội tâm bọn hắn càng có một loại áp lực gấp gáp, nếu không tranh thủ thời gian tăng thực lực, bọn hắn những đường chủ chấp sự này chỉ sợ không có mặt mũi đi làm. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, đã có hai đại thần thú yêu vương, thời điểm lầm trận đối địch mình có thêm một ít bài. Hơn một tháng thời gian này, 5 tòa thành trì của tinh điện rốt cuộc thành lập, 5 tòa hùng thành xung quanh dung nạp hơn 2000 vạn người. Thành tường cao vút toàn bộ là bằng hắc huyệt thiết, cao 5-60 thước, tản ra hắc sắc quang trạch sâu kín. Thì 5 tòa thành trì Diệp Thần có chút cảm khái, mấy tòa thành trì như vậy phóng ở thế giới kiếp trước, ở dưới tình huống không có cơ giới, ngay cả 3 năm cũng không thể hoàn thành. Nhưng mà cái thế giới này bất đồng, mỗi người ở dưới huyệt khí ân cận săn sóc cực kỳ cương trắng, một chút 5-6 cấp cầm lên mấy trăm cự thạch, dễ dàng cho đến tiến độ kiến tạo thật nhanh. Ở dưới một đám tinh điện đệ tử hộ thống, phụ cận đại lượng bình dân chuyển vào trong 5 tòa thành trì. 5 tòa thành trì đúng là nền tảng để tinh điện lớn mạnh trong tương lai. Trong khoảng thời gian tới đây, trong hoàng dã, ở ngoài 5 tòa thành trì đã là vô cùng nguy hiểm. Các loại hồn thú thường lùi tới, trừ một ít địa sư thiền cấp hồn thú thường xuyên tạo thành thú triều, tịch quyển các thành trì. Giá ngoại thường lùi tới hồn thú vừa tới thập dài số lượng không ít, bọn nó nơi nơi cắn nuốt loài người, yêu thú cùng huyền thú tựa như châu chấu ăn hết thảy chúng nó có thể gặp phải. Hồn thú thú triều đối đế quốc võ đạo thế gia bình thường mà nói tuyệt đối là một cái cuộc tai nạn khổng lồ, nơi nơi thành thị cùng thôn trang bị hủy, một mảng lũ lụt. Trận tai nạn này làm lan tràn cả Đông Đại Lục, loài người yêu thú huyền thú đối mặt với hồn thú tàn sát chỉ có thể tụ cư ở số ít thành trì cao vút, yên lặng trong sơn cốc. Trước mắt trong hồn thú tu vị hãn hữu vượt quá huyễn sư cấp, cho nên bất kỳ cỗ thế lực nào chỉ cần là yêu vương che chở không có vấn đề gì. Chương 616 Phòng Ma Đào. Ở ngoài 5 tòa thành trì tinh điện, mặc dù có đại lượng hồn thú thường xuyên lùi tới, khi rảnh rỗi sẽ tạo thành 1-2 cỗ thú triều, nhưng điều là không thể xông phá 5 tòa thành trì phòng hộ. Thành tường cao vút, trên tường thành lại là hiện ra đầy các loại khí cụ thủ thành. Các hồn thú mấy bận công kích cũng không thể công phá, chứ có thể chiếm được khu ngoại thành tường. Thật thần không nghĩ tới hồn thú thú triều lan tràn nhanh như vậy, lấy lực lượng một người hắn căn bản không cách nào thanh trừ cự. Hồn thú giống như châu chấu quá cảnh kia, đứng trên tường thành tinh điện hướng nơi xa nhìn, vùng núi, hồ, cỏ, đất, nơi đây là hồn thú kiếm ăn. Những hồn thú này chẳng những cắn nuốt bất kỳ sinh linh bọn chúng có thể nhìn qua, hơn nữa còn là cắn nuốt lẫn nhau. Không biết nữ nhi thế nào, Diệp Thần ngừng nhìn phương xa, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Hắn rất muốn đi trung ương đế quốc xem một chút, nhưng hắn không cách nào rời đi hồn thú thú triều. Còn sẽ nói một chút, chỉ cần có mấy cái yêu vương chấn giữ căn bản không có vấn đề. Diệp Thần lo lắng chính là không biết Thường Làm nhất mạch cao thủ có thể tới đây hay không. Một khi bọn họ chạy tới, mình không ở đây thì Diệp Sa và tinh điện tài họa ngập đầu. Sư tôn cùng Lê Hổ sư huynh hiện ở phương nào? 2 tháng sau mình đúng hẹn đi trung ương đế quốc, có phải có thể ở đế quốc trung ương gặp phải bọn họ hay không? Diệp Thần tâm tư không khỏi lo lắng. Làng Vương Điện, Đại Điện. Ngay gần đây Làng Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương quả thực là muốn bể đầu sứt chán. Thời điểm hồn thú mới lùi tới, bọn họ không giống như tinh điện kiến tạo thành trì, xây dựng phòng ngự nhằm vào hồn thú. Thời điểm hồn thú thú triều đại quy mô tới, bọn họ mới là ý thức được chuyện tình nghiêm trọng, bắt đầu tổ chức lực lượng đối kháng. Nhưng mà số lượng hồn thú quả thực là vô cùng vô tận. Mỗi một cuộc hỗn chiến đại quy mô ở trong khu vực lãnh địa Làng Vương Điện triển khai, mấy ngàn vạn huyền thú, yêu thú cùng hồn thú xung quanh thường lùi đẫm máu chiến đấu hăng hái, tử thương vô số. Làng Vương Điện hạ, huyền thú, yêu thú cao thủ túc túc hao tổn 3 thành, huyền thú, yêu thú bình thường càng là hao tổn 6 thành. Làng Vương Điện mới ở phụ cận sơn cốc thành lập từng cái đạo phòng tuyến vững chắc, nhưng cùng Diệp Thần kiến tạo làm tòa hùng thành so sánh lại là thua kém rất nhiều. Nếu không phải Làng Nguyên Điện có làm cái đại yêu vương chấn giữ, sợ rằng toàn quân bị diệt cũng có thể. bất quá như vậy bọn họ coi như là ổn định lại. Một chỗ trên đỉnh núi, Tam Đại Huyền Thú Yêu Vương hướng nơi xa nhìn, bọn họ hồn niệm dọc theo người có thể đạt được nơi nơi, thành quân kết đội hồn thú. Đại ca, những hồn thú này xuất hiện quá mức cổ quái, số lượng cự nhiên nhiều như thế, trong đó nhất định có kỳ hoặc. Hỏa Lang Yêu Vương cau mày nói, quả thực là có kỳ. Dĩ vãn hồn thú chỉ là ở Trấn Hồn Tháp, Thông Thiên Tháp, số ít mấy cái địa phương lùi tới. Bọn nó e ngại ánh mặt trời số lượng tương đối ít, nhưng mà lần này bọn chúng này tịch quyển cả Đông Đại Lục. Huyết Lang Yêu Vương sợ hết hồn hết vía. Nguyên do trong này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hy vọng ở trong hồn thú không xuất hiện đại lượng yêu vương, thái thượng cấp hồn thú. Nếu không cả Đông Đại Lục cũng là chạy không thoát vận mệnh bị hủy. Nhưng mà yêu vương thái thượng cảnh cấp bậc hồn thú thật sự không xuất hiện sao? Lời này nói ra ngày cả Huyết Lang Yêu Vương cũng không tin. Bọn họ ở trong Trấn Hồn Tháp phát hiện không ít yêu vương thái thượng cảnh hồn thú. Hồn thú bình thường trào ra, những yêu vương thái thượng cảnh cấp hồn thú đó không có đạo lý đàng hoàng trong Trấn Hồn Tháp. Nói sao tinh điện kia thật như trước đó có phát hiện, kiến tạo 5 tòa hùng thành, tất cả thành trì đều là làm bằng hắc huyền thuyết. Lần này hồn thú thú triều tới lại không tổn thất gì. Ngân Lang Yêu Vương tốn hơi thừa lời nói, tinh điện vốn là mối họa của Lang Vương Điện. Lần này thú triều Lang Vương Điện tổn thất thảm như vậy mà tinh điện một chút việc cũng không. Điều này làm hắn sao có thể không buồn bực. Trước lúc thú triều tới, chúng ta sớm nên có điều chuẩn bị, là chúng ta vô cùng sơ ý, khinh thường, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại xung quanh tu đạp hắc huyền thiết tạo thành trì chỉ sợ là không kịp. Hỏa Lang Yêu Vương nhìn Huyết Lang Yêu Vương nói. Huyết Lang Yêu Vương khẽ vuốt cằm, trước mặt đại nạn bọn họ không thể cố kỵ nhiều như vậy. Nếu không có thành trì tường cao Lang Vương Điện, đồ tử đồ tôn sợ rằng muốn chết rụng hơn phân nửa. Nếu mình không cách nào kiến tạo thành trì, vậy chỉ có thể cướp đoạt tinh điện. Mặc dù Huyết Lang Yêu Vương đối với cao nhân sau lưng Diệp Thần kiêng kỵ, nhưng cũng kiềm nén không được. Dù sao lúc này Lang Vương Điện đã đến trước mắt sinh tử tồn vong. Trung ương đế quốc, bởi vì hồn thú tưởng lùi tới, các đại tông môn võ đạo thế gia tất cả đều chết thảm trọng. Rất nhiều tông môn thế gia cao thủ rối rít trào vào hoàng thành, cùng với hoàng tộc trung ương đế quốc cùng nhau đối ứng hồn thú thú triều tấn công. May mà nhờ hoàng thành tường thành đầy đủ chắn chắc, mới có thể chống lại hồn thú thú triều tiến công. Ở hơn 20 ngày trước, Thương Lan Nhất Mạch đạt được một chút tin tức tinh điện đang chuẩn bị phái đại lượng cao thủ đi Liên Vân Sơn tiêu diệt tinh điện, đem Diệp Thần giết chết. Nghĩ không tới hồn thú thú triều bộc phát, ngay cả Thương Lan Nhất Mạch cũng là nhận được một chút liên lụy. Môn hạ đệ tử bình thường tổn thất, những cao thủ chuẩn bị lên đường kia tất cả đều là chạy trở lại bảo vệ Thương Lan Nhất Mạch. Tuy nói tổng bộ Thương Lan Nhất Mạch thiết lập ở trong hồ Tâm Đảo, lại không nghĩ rằng trong hồn thú có không ít thủy hệ sinh vật. Đại lượng thủy hệ hồn thú tiến vào trong hồ, đem hạ yêu mà Thương Lan Nhất Mạch nuôi trong hồ cắn nuốt không còn một mống, bắt đầu tiến công Thương Lan Nhất Mạch. Nếu không phải hồ Tâm Đảo bị các vị tổ tiên Thương Lan Nhất Mạch bố trí rất nhiều cấm chế, những hồn thú kia sợ đã tấn công lên đảo. Kế hoạch của Thương Lan Nhất Mạch tiêu diệt tinh điện tạm thời mắc cạn xuống, bất quá vẫn là phái ra mấy cường giả giám thị tinh điện động tính. Các siêu cấp thế lực tạm thời cũng là bình yên vô sự. Đại quy mô hồn thú thú triều làm những siêu cấp thế lực kia sinh ra không yên tĩnh mãnh liệt. Các siêu cấp thế lực trừ chống đỡ hồn thú thú triều còn phái ra cao thủ điều tra khởi nguyên hồn thú thú triều. Rốt cuộc là cái gì thúc giục hồn thú thú triều kích thước lớn như vậy? Chép pháp điện, nổi thú Nhất Mạch, Chiến Thần Đường, chúng siêu cấp thế lực rối rít xuất động.